Em đã từng có một giấc mơ và em cảm thấy giấc mơ đó nó trùng hợp với lại ngoài đời thực. Cách đây khoảng 3 năm tự nhiên em nằm mơ, em thấy hình ảnh một con trăng đang có bầu. Hả? Một con trăng đang có bầu. Đó thì sáng ra là tự nhiên em thử em thấy em cũng có thai luôn. Có thai luôn. Cái điềm đó là điềm gì? Điềm báo là em có thai hay là điềm báo em là con trăng được luôn trơn? Không, điềm báo là có thai. Không biết hai bạn đã từng trải qua những cái gì liên quan tới giác quan thứ 6 không? Chỉ có nếu mà em nằm mơ mà kiểu đẹp đẹp á, giống như là gặp nam thần hay là gặp diễn viên gì đó thì không bao giờ gặp. Nhưng mà thường mà nằm mơ những cái gì mà xui xui, chẳng hạn như mẻ răng hay là té xe gì đó thì luôn bị gặp. Được một cái là em có cái em khá là nhạy cảm, cho nên là khi mà tiếp xúc với bất kỳ một ai hay là với bất kỳ một người nào đó thì em không cần quá nhiều thời gian để mà có thể nắm bắt được người đó. Nhưng mà bình thường là em sẽ được nhìn thấy người ta, khi mà xem được cái thái độ của người ta thì em mới dễ đoán hơn. Nhưng mà hôm nay là được nhìn luôn. Được chạm không anh? Được chạm không? Không được chạm. Dạ, được nhìn thôi ạ. Chạm là xúc giác rồi. Ngày yêu thương hả? Ngày yêu thương. Ngày làm bạn trai mướn hả? Bạn trai mướn. Hay sao? Em nói luôn đó, em nói. Ba người này em có cảm tình với người nào nhất? Anh số 2. Dạ thì em thích những người như vậy đó, mặt hiền, dễ thương, chỉ cần nhìn hài hòa là được. Giá như mà cái gợi ý thứ ba là luyện thanh thì chắc chắn là sẽ đoán là được hết. Thế thì lại dễ quá. Dễ quá. Bây giờ em hát thử một cái nốt cao cho mọi người nghe thử nào. No. Đó, đúng rồi. Là ủa ai mới thả heo ra vậy? Anh chuột không có heo ở đây. Anh hả? Ừ. Anh mới làm gì vậy?